Kính chào quý khán thính giả của Bộ Đề Phật Quốc TV. Rất vui mừng được chào đón quý vị đến với chương trình Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc hôm nay có gì? Kính thưa quý vị, vào thứ tư tuần qua, học viên lớp sơ trung đảng Phật học đã được cô Minh Huệ giảng kinh, Trung A Hàm và thầy Lệ Minh giảng kinh A Di Đà yếu lược. Kính mời quý vị lắng nghe sơ lược nội dung các bài giảng sau đây. Trong giờ học kinh Trung A Hàm, cô Minh Huệ giảng bài kinh Thủy Dụ. Trong bài kinh này, Đức Phật dùng nước để làm ví dụ miêu tả về bảy hạng người từ phàm phu đến A-la-hán. Hạng người thứ nhất là người chìm mãi dưới nước, đó là những người tạo các pháp bất thiện, thọ quả báo của các ác pháp, tạo gốc rễ sanh tử luân hồi. Hạng người thứ hai là người chìm dưới nước, ngoi lên khỏi nước rồi chìm trở lại, đó là hạng người đã có trỗi lên tính tâm trong thiện pháp, biết trì giới, thực hành hạnh bố thí, nghe kinh thính pháp, trí tuệ tăng trưởng, tu tập thiện pháp, nhưng sau đó lại mất tín tâm, không kiên trì trong việc học và hành các thiện pháp, trở lại con đường tạo ác pháp. Hạng người thứ ba là người ngoi lên khỏi mặt nước rồi trụ, đó là người đã khởi tín tâm nơi thiện pháp, trì giới, bố thí, đa văn, tăng trưởng trí tuệ, tu tập thiện pháp. Hạng người này có tín tâm kiên cố, không thay đổi. Hạng người thứ tư là người ngôi lên khỏi mặt nước, trụ rồi nhìn quanh. Đó là hạng người đã khởi tín tâm nơi thiện pháp, sao vẫn kiên cố và không mất niềm tin. Ngoài việc trì giới, bố thí, đa văn, trí tuệ, tu tập thiện pháp, còn thấu hiểu và tứ diệu đế là bốn chân lý cao cả Đức Phật dạy. Cô giải thích khổ đế là những đau khổ mà chúng sanh phải chịu, như sanh, lão, bệnh, tử, ái biệt ly, oán tấn hội, cầu bất đắc, ngủ ấm xí thành khổ. Tập đế là nguyên nhân đưa đến cái khổ như vô minh, tham ái, chấp thủ. Diệt đế là trạng thái an lạc, sau khi diệt trừ hết khổ là niết bàn. Đạo đế là con đường đưa đến diệt trừ hết khổ đau như bát chánh đạo. Khi hiểu được như vậy thì liền dứt sạch ba kiết sử, đó là thân kiến, giới cấm thủ và nghi. Chứng quả vị đầu tiên trong tứ thánh quả là Tu Đà Hoàn, không còn đọa ác pháp, quyết định thẳng đến chánh giác, đời sau thọ sanh 7 lần và qua lại 7 lần trong nhân gian, thiên thượng, rồi chứng đắc biên tế của sự khổ. Hạng người thứ năm là người ngoi lên khỏi mặt nước, trụ rồi nhìn quanh, rồi lội qua. Đó là hạng người khởi tín tâm nơi thiện pháp và trú trong thiện pháp, biết rõ tứ diệu đế, dứt sạch ba kiết sử, vơi mỏng tham sân si, chứng quả Tư Đà Hàm, nhưng còn một lần vãng lai trong nhân gian, thiên thượng và diệt tận biên tế khổ. Hạng người thứ sáu là người ngoi lên khỏi mặt nước, rồi trụ, trụ xong nhìn quanh, rồi lội qua, đến bờ bên kia. Đó là hạng người đã có tín tâm vững chắc nơi thiện pháp, trì giới, bố thí, đa văn, trí tuệ đều kiên cố, không mất, trụ trong thiện pháp, thấu hiểu về tứ diệu đế, dứt sạch năm hạ phần kiết sử là tham dục, sân nhuế, thân kiến, giới cấm thủ và nghi, chứng quả A-na-hàm, sanh vào cõi ấy, rồi nhập niết bàn, chứng pháp bất thối và không tái sanh trở lại thế gian này nữa. Hạng người thứ bảy là người ngôi lên rồi trụ, trụ rồi nhìn quanh, rồi lội qua bờ bên kia, đến bờ bên kia rồi được gọi là Bà La Môn, đứng trên bờ. Đó là người đã khởi dậy tín tâm nơi thiện pháp, thực hành theo thiện pháp một cách vững chắc, không mất, thấu hiểu về tứ diệu đế, biết và thấy như vậy nên tâm giải thoát khỏi dục lậu là phiền não ở dục giới, khỏi hữu lậu là phiền não ở cõi sắc giới, và khỏi vô minh lậu là phiền não của cả ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Giải thoát rồi, biết mình giải thoát và thấu hiểu sự thật là sự sanh
đã dứt, phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã làm xong, chứng quả vị A-la-hán và không còn tái sanh nữa. Trong giờ học kinh A-di-đà yếu lược, Thầy Lệ Minh giảng tiếp câu kinh Bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc. Nghĩa là không nên cho rằng có chút ít nhân duyên phước đức căn lành mà sanh về thế giới cực lạc. Thiện là việc tốt, điều lành, căn là nền tảng gốc rễ. Thiện căn nghĩa là nền tảng của những điều lành. Thiện căn gồm có hai phần. Thiện căn bên ngoài là thực tập hạnh bố thí, hiếu thuận, cúng dường tam bảo, trì giới vân vân. Giữ thân cho uy nghi, sống ý tứ, sống tỉnh thức. Thiện căn bên trong là thực tập thiền quán. Thiện căn tăng trưởng qua bốn việc làm sao? Một, tướng thiện căn phát sinh trong lúc thực hành điều tức hơi thở, khi ngồi tỉnh tọa thiền quán, thân tâm an lạc, vọng tưởng dừng nghỉ, tâm yên ổn vắng lặng, thiện căn sẽ phát sinh. Hai, tướng thiện căn phát sinh do pháp quán thân bất tịnh, quán thân được trải qua các giai đoạn sinh già bệnh chết. Thân tứ đại trở về tứ đại, thân xác sẽ bị sình lên, tan rã. Khi nhìn thấy thân không còn thật, ta sẽ không tham đắm, không chấp trước, thoát ly, buông xả và thiện căn sẽ sinh khởi. 3. Tướng thiện căn do tự tâm phát sinh. Khi ngồi niệm Phật, tụng kinh, nghe Pháp hay khi hành thiền, ta nghĩ tưởng và thương chúng sinh, hồi hướng công đức và cầu nguyện cho chúng sanh được bình yên. Lúc đó thiện căn sẽ sinh trưởng. 4. Tướng thiện căn phát sinh khi niệm Phật với tâm vắng lặng, nhớ nghĩ đến công đức, tướng hảo của chư Phật, phát khởi ý niệm, tâm ta và tâm Phật có cùng một tần suất giao thoa trong sự tĩnh lặng, an lạc và vắng mặt phiền não. Có 7 điều kiện để tu tập căn lành. 1. Biết pháp là trí huệ sinh khởi. 2. Biết nghĩa là hiểu chân thật, nghĩa của kinh Phật. 3. Biết thời là biết giai đoạn mình đang sống như thế nào mà tỳ nghi hành xử. 4. Biết đủ là ít muốn, ít lòng tham. 5. Biết mình, thường xuyên kiểm soát, phản quan tự kỷ, soi sáng chánh niệm cho nội tâm không bị lu mờ. 6. Biết người, lắng nghe sự sống của mọi người và yêu thương mọi người. 7. Biết tôn ti, lễ phép để tạo niềm an vui giữa mình và mọi người. Khi có thiện căn, phước đức sẽ sinh. Thiện căn, phước đức là điều kiện cần thiết để được sinh về cõi cực lạc. Trân trọng kính mời quý học viên tham gia chương trình dạy và học tại Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc hôm nay, thứ Tư ngày 12 tháng 4 năm 2023, từ 7 giờ đến 9 giờ tối. Các học viên lớp sơ trung đẳng sẽ được cô Minh Huệ giảng kinh Trung A Hàm và thầy Lệ Minh giảng kinh A Di Đà yếu lược. Kính mong các học viên hãy đến lớp đông đủ. Mỗi giờ học kinh là mỗi giờ tăng trưởng thiện căn phước đức, và chỉ có thiện căn phước đức mới giúp chúng ta có được cuộc sống bình an may mắn. Ngoài ra, quý vị có thể vào trang nhà bồ đề phật quốc.org để nghe lại chi tiết các bài giảng của quý giáo thọ cũng như các chương trình hoàn pháp khác. Mọi sự đóng góp và phát tâm tiếp nối cho chương trình giảng dạy hoặc thắc mắc về tu học, kính mong quý vị liên lạc trực tiếp đến Thầy Thích Huyền Châu ở số điện thoại 714-328-6087 hoặc đến với Bồ Đề Phật Quốc tọa lạc tại 3404 Westminster Avenue, Santa Ana, California 92703. Rất mong quý học viên thường xuyên kiểm tra email để biết chương trình học cũng như các thông báo cần thiết khác. Trân trọng kính chào tạm biệt quý khán thính giả và kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc.